mình sẽ nấu món cá sốt cà chua. Món ăn gồm có cá chấm, cà chua, hành, và mỗi ít thì là và một chiếc nồi queen. Thường nấu chúng ta sẽ phải chờ cho món ăn cho cà chua nó nhuyễn đã, nhưng mà với nồi quin thì chỉ cần cho các thứ vào, cho gia vị vào, cho cá vào. Sau đó đậy nắp vào. Lửa chỉ cần nấu ở nhiệt độ rất nhỏ. Bởi vì nồi này có khả năng làm chín thức ăn ở nhiệt độ rất nhỏ và giữ được nguyên chất của nó. Trong khoảng thời gian đó thì bạn có thể làm việc khác. Thank you.
nào có, các bạn có nghe thấy âm thanh bùm, và khi nào có hơi nước xung quanh xoay được, có nghĩa là nó đang bùng nổ hơi. Cho một ít gừng.
cần một lần mở nắp khung nữa là xong. Chua rất là hấp dẫn.